cảm giác thì cũng sạch sâu ấy, mà da cũng khá là mềm. Và trong này thì có chứa một cái thành phần rất là đặc biệt, mọi người nghĩ sẽ là một thành phần làm đẹp nổi bật trong năm nay. Da mình sau khi sử dụng sữa rửa mặt này thì rất là mềm mại và nhẹ dịu.